Xin chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng mọi người đến video tiếp theo trên kênh của mình. Hiện tại mình đang có mặt tại chợ phiên Nậm Pắt Sát Tam Mung mọi người ạ. Hôm nay thì chợ là diễn ra vào ngày cuối tháng của tháng 4 mọi người ạ. Đang chuẩn bị chào mừng cho ngày nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5. Thì hôm nay thì chợ rất là nhiều các hoạt động diễn ra. Thì ngay sau đây thì mình sẽ mời toàn thể quý vị và các bạn theo chân mình nhé. Thì mình đưa gia đình nhỏ của mình đi ra chợ phiên mọi người ạ. Bây giờ thì gia đình nhà mình sẽ di chuyển vào bên trong chợ nha mọi người nhé. Để xem là có mặt hàng gì đặc biệt thì sẽ mua một chút. Nào, let's go. Let's go. Đi vào chợ đi. Con chào đi, chào mọi người đi. Chào mọi người. Rồi. Đi. Đi vào chợ. Giờ thì thời tiết cũng khá là nắng mọi người ạ. Xem gì đây nhỉ, đi. Đi đi vào trong chợ đi. Nó đang quay nó ăn nhỉ. Ơi, về huyện ăn đi. Ăn ở Tà Mung nó khác. Ăn Tà Mung nó ngon hơn. Ăn Tà Mung ngon hơn. Nóng chưa ăn được à. Thưa toàn thể quý vị thì hôm nay chợ phiên Nậm Pắt thì trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 nhá, thì diễn ra rất là nhiều hoạt động. Trong buổi sáng ngày hôm nay thì rất là nhiều du khách mọi người ạ. Chợ hôm nay thì rất là đặc biệt mọi người ạ, rất là nhiều đặc sản được bà con mang ra chợ bán cho mọi người nhá. Ở đây là trước mắt các bạn là cá chép ruộng. Cá ruộng ấy. Ồ, cá chép này rất là ngon mọi người ạ. Cá ruộng ấy. Cá này thì gia đình mình bán bao nhiêu tiền cân anh? 100.000 một cân à? 100.000 một cân. 100.000 một cân. Mua được đấy mọi người ạ. Ở đây thì nhiều mặt hàng này. Rau cỏ này, me mọi người ạ. Có những quả bánh chưng nữa này mọi người ạ. Ở bên này nữa mọi người ạ. Ở đây thì rất là nhiều cái không gian bán rất là nhiều mặt hàng. Này rau này. Chị mua được nhiều đồ chưa? Bây giờ mới mua mỗi tí rau này, rau thối này. Rau thối ăn rất là ngon đấy mọi người. À rồi rau thối. Chị thích ăn rau thối nhưng mà vâng. Chị biết tự xào bao giờ đâu. Còn đi mua. Ở bên này thì là không gian bảo tồn và phát triển văn hóa các dân tộc của học sinh huyện Than Uyên mọi người ạ. Ở đây là các cô gái Mông rất là xinh đẹp này. Chào các em học sinh. Các cháu học lớp mấy rồi? Hôm năm à? À hôm nọ chú quay video vẫn còn đấy. Thì chú về chú gửi cho chú Bên nhá. Chú Bên bảo chú Bên gửi cho nhá. Quay hôm đám cưới. Hai bài múa đúng không? Thế để chú gửi cho chú Bên nó gửi cho các cháu nhá. Đây các em bé học sinh lớp 5 thôi. Và nhìn rất là lớn rồi mọi người ạ. Các cô gái Mông rất là xinh luôn mọi người nhá. Đó. Ở khu vực bên này thì toàn là đồ rau cỏ được bà con mang ra bán mọi người ạ. Thì toàn là đồ rau người dân ở đây họ trồng thôi mọi người nhá. Mùa này thì me ở Tà Mung thì rất là nhiều. Toàn là me ngọt mọi người. Sáng nay thì bà con xuống chợ rất là sớm mọi người ạ. Chủ yếu là bà con đưa các mặt hàng thổ cẩm của đồng bào người Mông mang ra chợ phiên là nhiều. Đây là những cái chiếc vải chàm thổ cẩm. Đây toàn vải thổ cẩm đấy mọi người ạ. Bên này thì có những chai mật ong rừng này.
Có táo khô nhá mọi người nhá. Táo khô thì mang về ngâm rượu. Gạo gạo đứt tưởng. Tám mung mọi người ạ. À đây đây đây. Của đặc sản Điện Biên đấy. Đặc sản Điện Biên luôn. À. Đây còn rất là nhiều các mặt hàng thủ, mặt hàng mỹ phẩm nữa cơ. Nhưng mà bà chủ này thì bịt hơi kín mặt nên là chả ai nhận ra. Chúc bà chủ bán được nhiều hàng nhá. Ở bên ngoài này thì cũng khá là nhộn nhịp mọi người ạ. Bán là rất là nhiều đồ. Đã lâu chưa? Ở trên kia thì đang diễn ra hội thi mọi người nhá. Hội thi dân vận khéo nên là bà con là tập trung về đây hết rồi. Giờ đi săn gái đẹp các bạn nhé. Mình ở đây mình nhìn xa xa thấy hai cô gái người Thái rất là xinh mọi người ạ. Bây giờ mình sẽ di chuyển vào đây để trò chuyện với hai em. Đây mọi người, hai cô gái người Thái rất xinh. Xin chào hai em gái. Anh trò chuyện một chút nào. Hai em là người ở đâu? Là Mường Kim à? Lên đây lâu chưa? À. Hai em gái Thái rất là xinh, em mặc trên mình trang phục áo cóm này. Em gái kia nào, để làm quen nào? Em tên là gì? Nhung. Còn bạn kia tên là gì? Nhật. Nhung Nhật. Hai em học lớp mấy rồi? Đang học lớp 9. Hai em học lớp 9 luôn. Em Nhung và Nhật. Nhà Mường Kim luôn. Người Thái mọi người ạ. Rất là xinh. Có người yêu chưa? Đang học lớp 9 này không nên yêu đâu nhỉ. Chưa đủ tuổi. Cái sáng này vào chợ đã mua được gì chưa? Nghiện ngắm. Hai cô gái rất là xinh mọi người ạ. Mới đang học lớp 9 thôi. Đó mọi người có thể thấy là mặc lên trên mình những cái chiếc áo cóm, váy rất là xinh đẹp của đồng bào người Thái mọi người ạ. Em có biết qua kênh của anh không? Chưa. Tiện Pin TV. Đang hỏi ai em là có biết kênh của mình không mà mình nghĩ là nếu mà không hay xem là chắc là không biết thật. À, có dịp thì hai em ghé lên kênh Tiện Pin TV nhá. Đó, trò chuyện một chút. Lúc nữa là sẽ rủ hai em đi vào chợ xem có được không. Chỉ sợ là hai em lại có người yêu đi cùng nữa thì thôi rồi. Để bây giờ thì sẽ mời hai em đi cùng một vòng ở chợ phiên. Dẫn anh đi chợ phiên một chút nhá. Em còn đang định bảo anh dẫn đi này. Đi vào trong này đi xem là có gì đặc biệt. Giờ mình sẽ nhờ em Nhung đi cùng vào trong chợ này xem nào. Thì cũng khá là muộn rồi mọi người ạ. Nên là trời thì khá là nắng, thì cũng hơi vãn vãn người rồi. Hơi nắng nhỉ? Nắng thôi. Trong ngoài thì có quần áo kiểu... Xem là dẫn anh đi nào. Em ở gần đây thì quen chợ này nhiều hơn rồi. Em cũng không quen cho lắm vì lâu lâu em mới lên rồi mà. Đi thăm cho xem. Đó, hai cô gái, em Nhung và em Nhật. Người ở địa phương này luôn mọi người ạ. Đang theo chân hai cô gái này đây mà.
chưa biết là tâm sự với hai em như thế nào mà hai em dẫn đi thì cũng đang rất là ngượng ngùng người ạ. Giới thiệu qua đặc sản một chút ở đây. Đặc sản ở đây thì chỉ có măng với cả mùa này là mùa rau thối anh ạ. Măng với rau thối à? Vâng. Em có thích món đây không? Em cũng không ấy cho. Măng ăn với rau thối là món đặc sản đấy nhỉ? Món luộm anh ạ. À. Bán như này thôi. Hai em được nghỉ lễ có đi đâu không? Bọn em không ạ. Chắc bọn em chỉ chơi quanh nhà thôi. Quanh nhà. Thế là nhà ở Nà Khương này cũng ngay gần đây à? Vâng. Nà Khương. Nà Khương là ngay Gốc Đa. Ngay Gốc Đa ấy. À. Ngay Gốc Đa mọi người ạ. Đa luôn. Tiếc khi mà không gian văn hóa thì nó giỏi thế rồi. Thế mà nghỉ lễ là hai em là không đi đâu. Em ngồi ở nhà ôn thi nữa, tại vì sắp thi rồi ạ. À. Thì ở nhà ôn thi. Thế mấy hôm nghỉ lễ cho anh vào nhà chơi nhá. Có được không? Nhà anh ở đâu ạ? Nhà anh ở Mường Cang. Mường Cang thì cũng gần. Mường Cang thì ngay gần thôi. Gần. Nà Khương thì ngay Gốc Đa nhỉ? Gần trụ sở không? Có. À. Trên đấy một tí ạ. À, trên đấy một tí. Thế thì sao nào? Chắc phải hẹn hai em là hôm nào phải được vào thăm gia đình mới được. Lát cho anh xin số điện thoại nhá. Vâng. Rồi bây giờ mình sẽ xin số điện thoại của hai em đã mọi người nhá. À, như vậy là tạm biệt hai em gái mọi người ạ. Thì sẽ hẹn một ngày gần nhất là sẽ vào thăm gia đình hai em. Đây, nóc nhà đây mọi người ạ. Hôm nay thì cháu nóc nhà đi cùng. Nóc nhà là sáng nay là đưa thằng cò đi cùng nữa nên là nó hơi nhiễu một chút mọi người ạ. Thì bây giờ cũng khá là trưa rồi thì mọi người cũng đang tan chợ dần rồi mọi người ạ. Thì bây giờ thì mình sẽ lên trên kia mình quay cho mọi người xem cuộc thi dân vận khéo nhé mọi người nhé.
Đấy, bắt gặp mấy cô gái Thái đi mua dưa mọi người. Không thích vào TV à? Có xem bài múa của mình không? Có lên rồi đây. Bài múa vừa quay xong rồi. Các cô gái này đang ngại vào ống kính mọi người nhé. Vào kênh Tiện Pin TV nhá. Hay xem không? Cũng hay xem gì? Thế vào xem tiết mục văn nghệ của mình nhá. Mày muốn làm quen với các cô gái một chút thôi mà. Cũng thực sự là cũng do thời tiết đó mọi người ạ, cũng đang nắng ấy thì mấy chị em vừa múa xong ấy. Giờ cũng tan chợ rồi mọi người ạ, thì có lẽ là mình cũng di chuyển dần đi ra phía bên ngoài này và xe đi về luôn. Như vậy là kết thúc một buổi sáng đi khám phá chợ phiên Tà Mung mọi người ạ. Thì video của mình xin phép dừng ở đây nhá. Mọi người thấy hay thì hãy like và đăng ký kênh chia sẻ cho mình nhá. Xin chào toàn thể quý vị và các bạn nhé.